Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gadai. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn phiên bản 1.21 tập tiếp theo. Yeah. Và tập trước mình đã có tiêu diệt được Witherbot cũng như là làm đèn hiệu full cấp độ nha mọi người. Tập hôm nay mình sẽ làm gì? Mình sẽ di dời cái đèn hiệu xuống chỗ này nha mọi người. Tại vì mọi người bảo là để đèn hiệu ở trên đó thì mình không thể nào nhận được sức mạnh của cái đèn hiệu đó. Mình có nói với các bạn là mình sẽ xây tượng pháp sư đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ để sau mọi người ơi. Hôm nay thì mình sẽ làm máy farm mí cũng như là làm đèn hiệu nha mọi người. Còn về tượng pháp sư thì mình sẽ xây sau nha. Tại vì mình chưa biết là xây cái tượng pháp sư ở đâu. Mọi người bảo là nên xây cái chỗ máy farm. Tại vì cái chỗ máy farm nó khá là trống trải mọi người. Nếu mà chúng ta xây dựng cái tượng ở bên đó thì nhìn nó sẽ ok hơn. Đó là ý tưởng của mình ở trong mấy cái tập trước á mọi người. Nhưng mà tới giờ mình vẫn chưa xây xong. Thì mình sẽ để trong tập sau nha mọi người. Mình hứa với các bạn tập sau mình sẽ xây tượng pháp sư. Tại vì cái tượng pháp sư này xây cũng dễ thôi. Chỉ là lấy nguyên liệu nó hơi mất thời gian một tí. Và xây tượng pháp sư xong á, mình sẽ đi đánh Trial Chamber 4 nha mọi người. Đấy, Trial Chamber 4 luôn nha. Nhưng mà đánh trong một cái Trial Chamber khác nha mọi người, chứ không phải là cái Trial Chamber bên kia. Rồi thì mình sẽ đi làm thức ăn nha mọi người. Mình có lấy cà rốt này. Bây giờ mình sẽ lấy vàng ra. Mình sẽ làm cà rốt vàng nha mọi người. Hôm nay ăn sang một tí ha. Mình sẽ chế tạo hạt vàng, sau đó là chế tạo cà rốt vàng. Họng của mình hiện tại đang bị đau mọi người ơi, nên là nói không nổi luôn. Đó là lý do tại sao hôm qua mình không ra video á mọi người. Mình nghỉ video một ngày mọi người ơi. Tại vì mình không có làm nổi ấy. Hôm nay thì nó đỡ cho nên là mình đã trở lại với Minecraft rồi. Chứ nếu mà nó còn nặng thì có thể là mình sẽ nghỉ thêm một ngày nữa mọi người. Và cái cột đất này mình chưa đập ra mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lên phía trên để đập cái cột đất đó ra ha. Chứ mình để chỗ này nhìn nó hơi kỳ á. À, để cái đèn hiệu ở chính giữa trung tâm á thì mình cần phải làm một cái đảo đất ở giữa cái hồ. Rồi sau đó là mình làm đèn hiệu thôi. Mình sẽ xây một cây kiếm Nether nha mọi người. Khác với lại cây kiếm Nether 1.20 nha. Lần này thì mình sẽ xây dễ hơn một tí. Ok, thế là mình đã xử lý xong cái cục đất. Rồi bây giờ đến với cái cục gỗ. Cái cục gỗ thì nó không có cái mặt phẳng để mình đáp mọi người ơi. Để mình thử nha mọi người. Bay lên nè. Rồi sau đó là mình sẽ cố gắng đáp thật chuẩn. Ờ mà khó thật á. Ý, khó thật mọi người ơi. Lần trước mình không có làm cái chỗ đáp. Vậy rồi sao đáp vào đây? Chắc là phải bay từ từ mọi người ơi. À, mình có cách rồi mọi người ạ. Mình sẽ sử dụng tới đinh 3 nha mọi người. Mình sẽ phóng lên. Ô, không tới mọi người ơi. What? Còn một lóc nữa. Mình đặt hai lóc lên đi. Ok, chắc chắn là lần này sẽ phóng tới mọi người ơi. Đấy, quá easy. Rồi, đập ra lại nha. Đã xong, bây giờ mình sẽ vào nha. Để lấy nguyên liệu, mình có chuẩn bị thêm một cái hộp sugar này mọi người. Mình sẽ bỏ đất vào nè. Chuẩn bị mình tạo ra một cái hòn đảo ở giữa cái hồ. Mình cần nhiều đất một tí mọi người ơi. Mình tính là để cái đèn hiệu ở đây nè mọi người. Nhưng mình thấy giữa hồ nó hợp lý hơn ấy. Chỗ này thì mình sẽ đặt lóc đất lên nha. Lên tới đây. Rồi sau đó mình đập đất ra nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở rộng ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình lấy một khối cỏ nha mọi người. Rồi sau đó mình đặt vào chính giữa để cho cái hòn đảo của mình nó xanh tươi ha. Thế là mình đã có một cái mặt phẳng như vậy. Rồi sau đó mình sẽ lên phía trên, mình đập cái chỗ đèn hiệu đó ra. Mình thấy trên núi này cũng khá là đẹp á mọi người. Nếu mà chúng ta xây một bức tượng hay là một ngôi nhà ở trên này ngắm xuống phía dưới thì khá là chill á. Ồ, đầy đồ mất tiêu rồi. Như đây mà cũng đầy đồ nữa hả? Mình sẽ bỏ vào cái hộp sugar màu đỏ này nha mọi người. Mình sẽ bỏ một ít đất vào, rồi sau đó nhặt khối vàng. Bây giờ mình sẽ bay xuống phía dưới ha. Vèo, trời bởi nói hết nổi luôn. Cái gì? Nãy giờ mà cỏ nó không lan qua luôn mọi người ơi, như này. What? Ok, bây giờ thì mình sẽ đặt khối vàng vào nha mọi người. Đặt chính nhân chính như là ở trên kia ha. Thế là mình đã có đèn hiệu ở giữa trung tâm rồi nha mọi người. Bây giờ, ủa mà khoan, mình đặt khối cỏ vào chính giữa cũng như không luôn mà. Thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ lắp đất vào nha mọi người. Để tạo ra một cái hòn đảo. Mình chừa ra cái chỗ này nha mọi người. Cái chỗ đèn hiệu nó phóng lên ấy. Bây giờ mình lắp vào nha. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một ít khối cỏ vào nữa. Mình sẽ qua bên đây để mình lấy khối cỏ. Mình có đem theo xẻng đồ mềm mại cho nên là mình sẽ lấy được khối cỏ cực kỳ nhanh. Khối cỏ thì mình sẽ đặt vào. Một tí nữa nó sẽ lan qua mấy khối đất này thôi. Bây giờ mình sẽ vào phía trong để lấy nguyên liệu làm cái kiếm nha mọi người.
Mình cần một tí netherrack này, đá đen với lại là kính mọi người ơi. Cái này chắc là mình vào mình lấy thêm đá đen mọi người ạ. À. Chứ đá đen đánh bóng xây vào xấu lắm. Đá đen bình thường cũng không có ở trong rương. Ờ ha. Thôi thì mình sẽ lấy netherrack ra trước nha mọi người. Mình bỏ vào hộp sugar. Rồi lấy thêm cái gì nữa ta? À lấy kính đúng rồi. Hồi nãy mình có nói lấy kính đúng không? Mình sẽ chế tạo một ít kính màu tím, một ít thôi mọi người ơi, không cần nhiều đâu. Còn một ít phẩm màu mình sẽ bỏ vào rương ha. Mình sẽ vào trong địa ngục một chuyến. Mình sẽ bay xuống cái chỗ lần trước mình đào đá đen á mọi người. Chỗ này vẫn còn một tí đá đen này mọi người. Mình sẽ đào một ít. Hình như là rừng đỏ nó nằm ở hướng này. À đúng hướng rồi mọi người ơi. Ở đây thì nó có khá là nhiều quả phát sáng. Mình sẽ lấy một ít nha. Ok, thế là mình được một ít gỗ này rồi. Đủ để chúng ta xây dựng cây kiếm rồi mọi người ơi. Mình cần bỏ thêm một tí netherrack ở xung quanh cho nó đẹp nha mọi người. Cỏ thì nó đang lan nè mọi người. Mình đặt xung quanh nha. Và bây giờ mình sẽ vào trong nhà để cắt đá đen nha mọi người. Đây là để cắt ra chứ không phải là cắt vào rương. Mà cái đá đen này nung lên được không mọi người? Để mình thử nha. Cái đá đen này nung lên không được. Khoan, cái đá đen được đánh bóng mình cắt ra thành tường được không? Để mình thử nha mọi người. Đá đen được đánh bóng ở đây nha. Mình sẽ lấy ra để mình cắt thử. Mà hình như là cắt không được thì phải. Được này, nó vẫn cắt ra được mọi người ơi. Đá đen được đánh bóng. Ê, tính ra là được mà mình đi đào thêm. Mà sẵn tiện lấy gỗ đỏ cũng đúng ha. Không sao hết mọi người ơi, đào thêm đá đen thôi, không có gì cả. Mà ở dưới nó hơi trống trải ha. Mình nghĩ là mình cần lắp thêm một tí đất ở phía dưới nữa mọi người ơi. Nó hơi trống ấy. Nếu mà chúng ta thêm một tí đất vào nữa thì nó mới giống hòn đảo mọi người ạ. Tại vì nó phẳng quá ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tường vào nha. Nhưng mà phải đặt lóc lên như vậy nè, mình mới nhảy lên cái tường đá này được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thấy 8 lóc là cao rồi đấy mọi người ơi. Rồi bên đây cũng vậy luôn, 8 lóc. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra phía này một lóc. Bên kia cũng vậy luôn. Nếu mà mình đặt cái này nè, cái tường ấy, đặt vào thì nó vẫn chiếu qua được nha mọi người. Vậy thì chúng ta sẽ đặt cao lên thêm 2 lóc nữa. Thế là mình đã có một cái khung kiếm rồi mọi người ơi. Mình sẽ đào cái chỗ này ra nha mọi người. Sau đó mình sẽ nhét netherrack vào. Nhưng mà hình như là mình chưa lấy netherrack. À mà mình nhét khối dung nham vào nó đẹp hơn ấy. Đấy, mình thấy để dung nham vào đẹp hơn mọi người ơi. Rồi sau đó là hắc diện thạch khóc. Đó, ok chưa. Bây giờ mình sẽ đặt lock lên phía trên. Mình sẽ chế tạo cái bàn raptin đặt ở đây. Sau đó là chế tạo một tí phiến, một tí cửa sập. Bây giờ mình sẽ đặt cầu thang vào nha mọi người. Chỗ này á thì mình sẽ gắn tường vào. Đấy, cho nó nối vào cái này luôn. Nếu mà mình để như vậy á thì nó hơi xấu đúng không mọi người? Con zombie biển nó chui ra kìa. Ủa ở đâu vậy? Hình như là ở phía dưới nó có cái hang mọi người ơi. Mình để như vậy á thì nó không ok cho lắm mọi người ơi. Mình đập cái chỗ này ra. Rồi mình nhét phiến vào, mình thấy nó ok hơn đấy mọi người, đúng không? Để mình thử nha. Nhét cái phiến vào nè. Ha. Tự nhiên nhét phiến vào thấy nó ok hơn mọi người ạ. Nếu mà mình để hai cái cầu thang thì nó không ok cho lắm. Mình sẽ bỏ block đá đen vào để lấy cái phiến đá đen này mọi người ơi. Một ít thôi. Rồi cái phiến này mình có thể chế tạo được cái đá đen mũi heo. Ở đây thì mình cũng làm như vậy luôn. Mình đặt cầu thang vào nhưng mà phải cho nó hướng xuống phía dưới. Đấy, rồi thêm một miếng phiến ở đây. Và bây giờ mình sẽ đặt lóc lên. Sau đó là cắm thêm hai cái tường vào nữa. Cho cây kiếm này nó dài hơn xíu. Mình sẽ đặt cái cầu thang gỗ đỏ hướng qua bên đây. Bên đây cũng vậy luôn. Ở chính giữa thì mình sẽ đặt cái phiến. Đặt vào như vậy. Ở đây mình cũng đặt cái phiến. Và cái phiến luôn. Sau đó mình sẽ đặt cửa sập vào. Tương tự như bên kia ha mọi người. Mình sẽ đặt cầu thang vào. Cho nó hướng ra bên đây. Và bên kia cũng vậy luôn. Đấy. Nó sẽ như vậy ha. Rồi sau đó là đặt phiến vào. Chỗ này nè mọi người, chúng ta sẽ đặt cửa sập vào nha.
để hai cái phiến thì đèn hiệu nó vẫn chiếu qua được, quá ảo luôn. Thôi để hai cái phiến luôn đi mọi người. Rồi đập cái chỗ đá đen này ra nha mọi người. Mọi người thấy ok hơn chưa? Cái khung kiếm thì nó hơi mỏng ha, hay là mình cho thêm một cái tường vào nữa đi. Nhưng mà người ta làm như vậy là được rồi ấy. Nếu mà mình cho nó rộng hơn một lóc nữa thì nhìn hơi ố về. Không nên đâu mọi người ơi, để như vậy là được rồi. Mọi người thấy được chưa? Có nên sửa lại cái phần nào nữa không? Nếu mà cái hòn đảo này vẫn chưa vừa ý với các bạn á, thì các bạn để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha, để trong lúc ợp mình sửa lại ha mọi người. Đấy, nó sẽ như vậy nha mọi người. Một thanh kiếm nether cực kỳ đơn giản luôn. Cái phần này nó hơi rườm rà một xíu mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm máy farm mía nha. Hôm nay chủ yếu là làm máy farm với lại xây cái này thôi, nên là cũng nhanh lắm mọi người ơi. Mình sẽ cắt lóc đất vào rương nè. Máy farm mía thì mình làm 10 lóc thôi nha mọi người, còn lại thì mình trồng ở ngoài tự nhiên ha. Rồi để làm máy farm mía thì mình cần khối theo dõi mọi người ơi. Khối theo dõi thì chế tạo như nào ta? Chúng ta cần redstone với lại là thạch anh nether. Quá easy luôn, lấy ra hết này. Đá cội nữa. Thế là xong, chúng ta đã có 10 cái khối theo dõi. Rồi tiếp theo là hopper nha mọi người. Hopper thì mình cần sắt với lại là rương. Mình sẽ dùng tới gỗ băng sam. Mình chế tạo thành ván gỗ, sau đó là chế tạo rương. Và chế tạo 10 cái phễu. 10 cái phễu rồi sau đó là piston. Đúng rồi, piston mọi người ơi. Để chế tạo piston thì chúng ta cần redstone, sắt với lại là gỗ, đá cuội. Sắt này, rồi lấy thêm redstone với lại là gỗ. Quá đơn giản luôn. Nhưng mà phải cần nhiều gỗ một tí. Mình sẽ chế tạo 10 cái piston luôn nha mọi người. Làm máy farm mía này thì cực kỳ dễ luôn, không có gì khó luôn ấy mọi người ạ. Mới tập chơi thì cũng có thể xây được luôn ấy. Rồi bây giờ là mình cần múc nước mọi người ạ. Chúng ta sẽ lấy cái xô này ra, múc thêm một xô nước nữa. Lần trước là mình có lấy một cái chuông từ dân làng đồng bằng ở bên kia, bên đây nè. Thì cái chuông đó mình sẽ đặt ngay cái chỗ máy farm nha mọi người, để mình biết là tụi dân làng ác nó đang ở đâu ấy. Máy farm mí thì nên làm ở đâu đây mọi người? Chỗ này đi ha. Mình thấy chỗ này là hợp lý nè. Chỗ này nó hơi trống ấy mọi người, nên xây thêm một cái gì đó ha. Và lựa chọn của mình là xây máy farm ở đây. Mình sẽ đào cái chỗ này ra cho nó phẳng. Mình không hiểu tại sao mấy ông dân làng làm cái đường ở đây mà không thấy mấy ông đi qua. Rồi làm đường chi? Để chân à. Mà mình cũng hay bắt bẻ mấy ông dữ ha. Mà không bắt bẻ không phải là mình. Rồi thế là cái chỗ này nó phẳng rồi đấy mọi người ơi. Rồi đủ 10 lóc để chúng ta xây máy farm rồi đúng không? Để mình tính nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây luôn. Rồi vậy là mình cần phải đặt thêm một tí đất ở đây nữa. Mình còn thiếu một thứ mọi người ơi. Đó chính là block bùn. Block bùn mọi người à. Các bạn biết tại sao phải lấy block bùn không? Nếu mà mọi người muốn mí nó tự rơi vào hopper á, thì mọi người cần phải có cái block nào mà nó thấp hơn một xíu ấy. Như là block bùn nè, nó sẽ thấp hơn một xíu, nó khá là giống các linh hồn ấy. Mình thì có một đống luôn. Ủa mà mình đào cái chỗ này ra làm chi? Quên mất tiêu. Lắp vào mọi người ơi, từ từ. Mình đặt cái block đá này vào trước đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi sau đó là block bùn. Block bùn ở đây mới đúng nè. Rồi, đặt gạch vào. Đặt ra phía này luôn. Ở dưới block bùn thì chúng ta sẽ đặt hopper nha mọi người. Hopper sẽ hướng vào cái rương nha. Hình như 10 cái là không đủ mọi người ơi. Chúng ta cần tới 11 cái hopper lận, đúng không? Một cái nó hướng ra cái rương ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt hai cái rương vào chỗ này. Chỗ này nha mọi người. Chỗ này sao mình mở? Đặt ra chỗ này mới đúng chứ. Đấy, chỗ này là để chúng ta lấy mí ha. Rồi sau đó là phễu. Mình đặt vào, hướng vào cái rương nha mọi người. Rồi ở bên đây mình đặt thoải mái vào, nhưng mà để nó hướng vào mấy cái phễu này nha. Rồi mình còn thiếu hai cái nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà để lấy thêm. Mọi người bảo là mình dùng shader với lại resurbat gì thì lát nữa mình sẽ show ra nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào cho nó đủ luôn. Đấy, đặt vào như vậy nha mọi người. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đặt đất vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ nước vào. Và chỗ này mình cứ lắp đá vào nha mọi người. Không sao hết, nó không có ảnh hưởng gì tới cái rương đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đặt piston vào nha mọi người. 10 cái piston. Khoan. Piston thì mình phải đặt ở trong cái chỗ nước này mọi người ơi. Mình đặt ở ngoài là sai á. Đấy, phải đặt ngay cái chỗ này nha mọi người. Ngay cái chỗ nước ấy. Rồi sau đó cho cao lên một lóc nữa nè. Tiếp theo mình sẽ lấy khối theo dõi mình đặt vào. Ủa đúng không ta?
đặt vào cái hướng này. Ờ, để mình thử đi, mình lấy redstone mình đặt vào, rồi sau đó mình trồng mí lên để mình thử nghiệm. Ờ, vậy là sai rồi. Chúng ta phải đặt cái mặt này qua bên đây mới đúng, đúng không? Nè, cái chỗ redstone mọi người ơi. Đấy, mình thử lại nha. Đó, như vậy mới đúng nha mọi người. Rồi, bây giờ mình đặt khối theo dõi vào, sau đó là redstone nối vào như vậy. Đấy, thế là xong rồi mọi người ơi. Chỉ cần bí nó mọc lên là cái máy này nó sẽ đẩy. Ủa mà khoan, nó đẩy hết như vậy thì quên mọi người ơi, lỗi nữa rồi. Trời ơi, lâu giờ không làm mấy phần mí cái bị quên mọi người à. Nếu mà nó đẩy như vậy thì mí nó rụng hết luôn thì sao? Mình phải làm ở phía trên, mình phải đặt lóc đá vào cái chỗ nước này, rồi sau đó là đặt piston lên nha mọi người. Đấy, như vậy mới đúng nè. Hồi nãy là sai nha mọi người, lỗi mình. Làm tốn thêm thời gian ghê mọi người. Đặt khối theo dõi vào này, rồi sau đó là đặt redstone vào. Đấy, trồng lại nha, để thử nghiệm. Đó, nó cao lên 3 lóc là nó đẩy được 2 lóc ra này. Bây giờ mình thử bỏ xuống đây nha mọi người. Đấy, nó sẽ hút vào cái hopper, rồi sau đó nó trôi tới đây ha. Thế là thành công rồi. Quá đơn giản, trồng mí vào này, rồi sau đó mình lắp đá vào nha mọi người. Ở đằng trước thì mình sẽ lắp thủy tinh nha mọi người. Mình có thể làm mấy phần mí to hơn, nhưng mà mình nghĩ là như đây đủ rồi, không cần phải làm to đâu mọi người ơi. Làm to thì nó cũng như vậy thôi mọi người à, nó không khác gì làm nhỏ đâu. Đấy, chúng ta chỉ cần bỏ thêm hopper hay là khối theo dõi vào thêm thôi là có thể tạo ra được cái máy farm mí to rồi. Quá đơn giản đúng không? Mình sẽ chế tạo một ít phiến gạch đá nha mọi người. Và chỗ này mình nghĩ là mình nên làm cái đường để đi qua cái chỗ máy farm mí ha. Ồ, vừa đủ luôn. Hôm nay chúng ta đã làm được máy farm mí và kiếm. Đấy, à đúng rồi, quên một thứ mọi người ơi. Sao mình không bỏ khoáng sản vào cái đèn hiệu? Trời ơi, làm xong quên cái vụ này luôn. Hơi lú một tí mọi người ơi, chắc là do bệnh nó làm mình mệt mỏi á, nên là nhiều cái mình hay quên lắm mọi người ạ. Mọi người nhớ cho mình ý kiến nha, là có nên sửa lại cái chỗ này hay không, hay là cứ để như vậy. Tự nhiên dùng cái cúp này à, chịu luôn, vỡ cái kính màu tím rồi. Mình sẽ lấy đào nhanh này nha mọi người, đào nhanh 2 lần hay là tốc độ. Mình nghĩ là mọi người sẽ bảo mình lấy đào nhanh nên là mình sẽ lấy đào nhanh. Ok. Đào nhanh để đào lóc cho nó lẹ ha, mà mình thấy đào nhanh nó lợi hơn. Có gì mình đi mai ở phía dưới, nó giúp mình đào nhanh đó mọi người. Mình hay lấy đá ở nhà của mình lắm, với lại là hay xây dựng nữa, nên là lấy đào nhanh ha. Mọi người thông cảm cho mình nha, hôm nay mình bị mệt á, nên là mình không có làm tiếp cho mọi người xem được. Có thể là video này nó hơi ngắn. Đấy, để lần sau mình làm bù ha. Lần sau đánh Trial Chamber thì nó sẽ lâu hơn á mọi người. Tại vì mình chiến đấu mà, ở phía dưới đó một tiếng mấy lần. Bây giờ mình sẽ đặt màu tím vào. Đó, ui, cái màu tím này nhìn đẹp ghê ha. Tập sau mình nghĩ là mình sẽ xây tượng pháp sư, cũng như là mình tới Trial Chamber mới để chiến đấu nha mọi người. Mình sẽ đi tìm Trial Chamber mới nha. Chắc là mình lại trao đổi với lại dân làng để lấy bản đồ mới rồi mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ show resource patch nha. Mình sẽ vào phần resource patch cho mọi người xem nè. Cái 3D tô tầm này các bạn có thể vào trang chủ để tạo ra cái skin mình muốn ha. Đấy, như là cái tô tầm mình đang cầm trên tay nè. Rồi tiếp theo là Forest Animation, cái này để giúp mấy con mob chuyển động như hoạt hình đó mọi người. Tiếp theo là kiếm ánh sáng, cái này là làm cho kiếm của mình phù phép đẹp hơn đó mọi người. Rồi tiếp theo là Glass, cái mod này là nó có sẵn resource patch cho mình, chứ không phải là mình cài resource patch nha mọi người. Làm cho kính liền vào nhau á. Tiếp theo là resource patch làm thay đổi giao diện kho đồ của mình đó mọi người. Nếu mà các bạn cài vào á là nó sẽ không giống mình nha, tại vì mình xóa một ít ra rồi. Tiếp theo là cái Achali này, cái này là để mấy cái vật phẩm nó tạo ra mấy cái viền viền xung quanh ấy, như là cây chùy của mình nó có thêm gió nè, hay là ngôi sao Nether nó phát sáng kiểu vậy á mọi người. Cái này là cái mod nha mọi người, chứ không phải là resource patch. Cái mod nó cho thêm một cái resource patch vào, mình cài vào thôi chứ mình thấy cũng bình thường rồi. Thì mình cài Cedar là mình dùng tới Fabric nha mọi người, chứ không phải là mình dùng Optify. Hình như bây giờ nó vẫn chưa có Optify 1.21 thì phải á. Rồi tiếp theo là Symbol Grass, là mấy cái khối cỏ của mình nó có thêm hoa mọi người, nhìn vào nó sẽ hấp dẫn hơn, làm thế giới của mình nó sinh động hơn ấy. Rồi tiếp theo là Low on Fire, có nghĩa là lửa của mình nó cháy thấp hơn ấy. Thường là lửa nó sẽ cháy nguyên cái màn hình của mình đúng không? Có cái này vào thì lửa nó sẽ cháy thấp hơn, như vậy mình sẽ dễ nhìn hơn ấy mọi người.
Còn cái cuối cùng đó chính là con mắt Ender nhấp nháy. Đó chính là những cái resource mình dùng ở trong sinh tồn. Vẫn còn nhiều nhưng mà mình không có cài. Còn về resource bên đây á thì mình không có cài vào nha. Nếu mà các bạn muốn cài thì các bạn nhìn tên các bạn tìm nha. Hôm nay nói hết nổi rồi mọi người ơi. Tới đây là được rồi ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye. Hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.